trình Hẹn Ăn Trưa cũng sẽ có những buổi ăn rất là ngon cho các cặp đôi khi đến tham gia chương trình. À, chào bạn trai. Hello. À, đợi Tường chút xíu nha. Bây giờ Tường sẽ ra ngoài mời bạn gái của mình vào rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện hẹn hò ngày hôm nay nha. Rồi, đây, ghế đây ha. Rồi, ngồi vô ghế. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Rồi, xinh quá. Rồi, giờ giới thiệu đi nè. Chào chị. Cái Tường với chào bạn nữ anh Bến. Mình tên là Nguyễn Kim Bằng. Sinh năm 88. Mình quê và gốc ở thành phố luôn. Đang làm công việc gì? Gì thở ra. Hít thở, hít thở. Hít thở. Dạ, bây giờ công việc của em là giờ hiện tại bây giờ thì đang có nhà cho thuê. Thì nhà trước... thuê ở đâu? Nhà ở đâu? Dạ, nhà ở Gò Vấp luôn. Nhà Gò Vấp luôn? Dạ. Gần nhà tôi đó. Thuê nhiêu một tháng rồi tôi thuê nè? Dạ, 6 triệu. 6 triệu một tháng à? Rồi hiện tại làm công việc gì? Dạ thì em cũng mới vừa nghỉ bên ekip của Trấn Thành với Harry á. Ồ, tại làm gì bên đó? Dựng cảnh hiện trường quay á. Ồ, rồi giờ có làm chỗ nào chưa? Dạ chưa. Vậy về giờ về dựng cho chị được không? Dựng là dựng sao? Dựng là cụ thể là làm tạo cảnh gì? Á, giống như mình tạo cảnh lên nè. Cho cái tiệc như là một cái quay trước khi mình quay á. Mình tạo cảnh lên, dựng cảnh hết luôn. Như quay, hết giờ dọn về. Rồi giờ định làm gì? Dạ thì giờ cũng chưa có biết. Thì cũng mới nghỉ đây à. Tại má không kêu đi trong giới này là má biết kêu đi tới tối ngày đi tới lui hoài á. Không có bạn gái không có chịu. Rồi trước khi mà làm cho anh Trấn Thành mấy cái chuyện dọn cảnh đó là làm gì? Dạ em làm công an. Hả? Hả? Thì sao làm công an? Tự nhiên không làm công an bỏ làm công an đi làm dọn cảnh là sao trời? Dạ nói chung là em cũng... Ủa làm công an tốt lắm mà sao tự nhiên bỏ nghề vậy? Vì cưới vợ nên em mới ra ngành. Ủa cưới vợ rồi luôn hả? Dạ có. Trời ơi. Thôi để từ từ chút khai thác để nghe bên này giới thiệu trước đi. Anh này là vui nè, anh này được nè. Còn em sao? Em chào chị Cát Tường, em chào bạn trai bên kia. Em tên là Thanh Huyền, em đến từ Vũng Tàu và năm nay em 26 tuổi. Rồi. Công việc hiện tại của em thì là nhân viên lễ tân của một khách sạn ở Vũng Tàu. Trước khi làm nhân viên lễ tân là làm gì? Trước khi làm nhân viên lễ tân thì em cũng có buôn bán nhỏ. Rồi, hiện tại là mình đang sống ở đâu? Dạ, hiện tại thì em sống ở Vũng Tàu ạ. Vũng Tàu? Dạ. Có ý định gì lên thành phố lập nghiệp không? Chị chỉ nhà thuê cho bên Gò Vấp 6 triệu một tháng. Có nhiều khi là thuê không lấy tiền luôn đó. Dạ không lấy tiền thì được. Nhưng mà em có ý định lên Sài Gòn lập nghiệp không? Hỏi thiệt, có khi nào nghĩ là mình sẽ lên Sài Gòn sống chưa? Dạ cũng có, tại vì trước đây em cũng khi mà kinh doanh nhỏ thì em cũng ở Sài Gòn 2 năm rồi. Thí dụ bây giờ lên Sài Gòn thì em sẽ làm được cái gì? Chắc em sẽ kinh doanh nữa. Kinh doanh gì vậy? Dạ em thì có sở thích về ăn uống, chắc là sẽ là làm ăn uống. Vậy là cũng hay. Thí dụ như có bạn gái kinh doanh về ăn uống là cái mình cho mướn cái nhà đó ở kinh doanh không, được. Không, tại em tính rồi là về có thể là mệt quá. Mệt tập quá hả? Nhà dạ. Ngang mấy mét, dài mấy mét? Dạ ngang 4 mét rưỡi và 8 mét. Ai đứng tên? Dạ em. Hay quá. Được á, tôi thấy kèo này được á. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì là một người khá là vui vẻ và tự tin. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính và cũng hơi bướng. Cái nhiêu đó thôi à? Nhiều đó thôi, nhiều đó cũng mệt người ta rồi. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Chung là điểm mạnh của em là bất cứ công việc gì em làm cũng được hết. Công an mà em còn làm được mà, việc gì mà em làm cũng được, cái đó khó lắm luôn. Chứ hồi đó em làm công an làm ngành gì? Dạ em bên phòng cháy gì? Cháy chữa cháy hả? Mà có chữa được trận nào không? Dạ. Có rất nhiều, thầy trên người cũng có nữa. Có thầy trên người luôn. Làm được mấy năm? Dạ 4 năm. 4 năm. Làm 4 năm. Rồi thiếu quý năm nhất đồ cưới vợ. Thiếu quý năm nhất cưới vợ cái là mình xin ra khỏi ngành luôn. Rồi tự nhiên đang làm phòng cháy chữa cháy 4 năm lấy vợ đi ra khỏi ngành rồi giờ vợ đâu? Dạ. Cái gì? Tại sao kỳ vậy? Nói chung là gì tài sản. Hả? Gì tài sản thôi cả nhà. Đi vậy đi chia đôi ra. Được chia nhiều không? Không chia, tại lúc đó là má còn đứng tên. Vậy vợ em tính không khôn rồi. Nhưng mà tính gà quá non á. Tưởng đâu là em đứng tên. Tại lúc đầu má cho nhà là kêu cho cháu. Cho chị hai một căn là con chị hai thằng nó là 22 tuổi. Nó đứng tên được, con của con là mới có em mới có 10, lúc mà là vậy mới có 8 tháng thôi. Nghĩ là con đứng tên, lại hộ khẩu nhóc luôn nhà luôn. Ly dị con theo mẹ. Mình phải chia, nhưng đâu có được. Này ra luật là không được. Trước hôn nhân, con còn dưới tuổi không có, là ba má còn đứng tên nhà. Rồi vậy đứa con là bao nhiêu tuổi rồi? Giờ hôm nay là 17 tháng. 17 tháng giờ nó ở với ai? Ở với mẹ. Ở với mẹ, rồi có chu cấp gì không? Nói chung là 3 tháng đầu em vẫn chu cấp bình thường. Lúc là nhóc còn nhỏ với chu cấp sữa với tả. Suy ra nữ không có tiền xài ở đâu. Cấm cản là không cho định thăm nữa. Dặn cô giáo, dặn hết luôn mọi người. Không cho định thăm. Muốn cái gì là hình nhóc gửi qua nhà. Hình trong thấy nhà khoái là nhóc cái tôn mà.
thấy khoái lắm, đầu nhà cũng đọc cho, mọi thứ muốn gì có đó hết. Không mà được mục đích không mà cái là không gửi hình nữa. Nó nghĩa là không cho thăm, dạ. Tiền nào cần dạ, đúng rồi. Cái gì thì mới cho. Dạ. Nên là lý do tại sao ly hôn? Mà có cái đỉnh điểm gì chứ đâu lại tự nhiên. Một chuyện rất là nhỏ nhặt. Ví dụ, cụ thể. Dạ, mặc đồ bộ của nhà. Ừ. Đối diện nhà là sửa xe độ không? À. Để cái đầu nhóc để dưới cửa nhà nè, không ấm nhóc lòi ngực hết luôn. À. Em thấy em biết đâu, em ơi, áo quần đó, đối diện quay qua cho nói là đầu mày tối ngày suy nghĩ vậy không? À. Chưa được 15 phút bắt má em từ bên chị hai chạy về bên Nguyễn Công, chạy về bên Quang Trung, ly dị liền. Vậy nói chung là có ý định là 3 lần rồi. Lần đầu cưới mấy tháng là ôm tiền vàng đi hết, đi mấy ngày xong về để ăn nhóc được mấy tháng nữa. Thôi chia buồn cùng em, bỏ qua đi. Đúng rồi, chị em. Thôi đề trai phải bị vậy cho để mà nó trưởng thành cứng cáp hơn ha. Rồi tình duyên sao cưng? Em thì chưa từng kết hôn nhưng mà em có một đứa con rồi. Ồ vậy hả? Con em bao lớn rồi? À, con em thì năm nay 5 tuổi rồi chị. À, rồi lý do sao mối tình đó sao ra đứa con thì nó kể nghe nè. À, em có quen một anh đó thì lớn hơn em tới 15 tuổi lận. Ừ. À, trong cái giai đoạn em quen thì qua tìm hiểu với gia đình anh đó thì họ cũng nói rằng là anh đã ly dị rồi. Nhưng mà sau khi em có em bé thì em mới biết được là ảnh chưa ly dị. Ừ. Cho nên là em đã chia tay và sau đó là nhờ ba mẹ em cưu mang thì em cũng sinh em bé. Và được sống rồi. Tới bây giờ. Bao lâu rồi em? Dạ cách đây 6 năm rồi chị. Cách đây 6 năm. Nhưng mà khi em sanh xong đó là ảnh không liên lạc. À, đôi khi cũng có liên lạc nhưng mà hầu như là liên lạc kiếm chuyện nhiều hơn là liên lạc để lo cho con hoặc là muốn nhận con. Không có ý định nhận con, gia đình bên nội cũng không có ý định nhận con luôn. Họ muốn em đổi tên cho đứa bé và đổi qua hộ khẩu nhà họ thì họ mới nhận, còn nếu không thì họ không thèm. À, mà em không chịu thì là con tên con họ dạ, mẹ đúng không? Rồi. Con trai hay con gái? Dạ con trai. À, nhưng bây giờ em thấy cuộc sống em ok không? Ổn không? Bà dạ mẹ đơn... rất ổn. Bà mẹ đơn thân có gì khó khăn không? Cũng có khó khăn chứ chị. Nhưng mà em thấy là chắc nó ít sóng gió hơn là nếu như mà em lấy phải anh đó. Ổn. À, người lý tưởng của em là muốn tìm người như thế nào? Em muốn tìm một người có cái sự yêu thương đối với những đứa con nít mà nó thiếu thốn tình cảm. Và có chí cầu tiến một chút. Thực sự thì là em làm mẹ con em nó cũng thiệt thòi nhiều rồi. Cho nên là em muốn bây giờ nếu như sau này có khả năng thì em sẽ bù đắp được cho con em nhiều hơn những gì mà em có thể làm. Cho nên là nếu mà để làm được như vậy thì bạn trai cũng cần một người rất là có chí tiến thủ thì mới có thể cùng em. Em năm nay cũng còn rất là trẻ, mới 26 tuổi phải không? Dạ. Em có muốn sanh con nữa không? Dạ có chứ chị. Còn em? Dạ em muốn, nếu mà có tiến thêm bước nữa thì sẽ có con chứ. Muốn đẻ mấy đứa nữa? Nếu mà thường để tại có điều kiện thì thoải mái. Thoải mái luôn hả? Mà có điều kiện không? Thì nói chung là nó có. Có hả? Dạ. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ nói chung là em không thích mà đẹp quá mà không thích là xấu quá, nhưng mà trung bình vừa nhìn được mức lương mà nó dưới ngang, đừng có cao quá, dùm 6 triệu thôi cũng nghỉ cũng được nữa. Tại nhiều người mà làm lương cao quá, cái việc nội trợ ở nhà với lại chăm sóc gia đình đó, nó không có, lúc nào cũng tiền tiền trang hòa với nhau đó, vậy cuộc sống mới dễ. Rồi người ta không làm mà tiền đâu xài, rồi sinh con đâu ra tiền. Em đi làm không? Em đi làm đủ nuôi vợ con không? Thì em cứ vợ em để 2 năm trời vợ mới nhà không, để con đến hiện tại luôn. Giỏi dữ vậy, bây giờ thất nghiệp rồi nè, giờ đâu có làm gì chính thành nữa. Làm bình thường. Làm gì vợ? Vậy chạy ráp bình thường, chung em từng chạy ráp rồi, em làm bất cứ một cái ráp sao nuôi đủ vợ con. Thì làm vô làm ra tháng thì tiền nhà buôn bán, nếu mà về nó buôn bán quá hay là em tính là mở rửa xe nữa đó. Rồi bây giờ cái chủ yếu là cái mẫu người lý tưởng sao nè, cao thấp mập ốm nè, số đo ba vòng nè, mắt mũi miệng nè, muốn sao. Bây giờ cũng lầm lỡ nên không có đòi hỏi cao nữa. Thì cũng phải có tiêu chuẩn để chị mới kiếm được chứ, coi hộp người ta mới làm mai chứ trời. Trên mét rưỡi. Trên mét rưỡi phải không? Đâu đưa chị coi cái hình coi trên mét rưỡi không. Nè kiếm đi, có cổ trọng đó, kiếm đúng rồi tôi gả. Trời đưa cái hình gì có thấy gì đâu trời, sắp nắng chị ấy chói trang vô mặt hết trơn vậy. Tấm hình này sao? Ảnh ở trọng á, có ảnh ở trọng mới ráng kiếm ảnh đi. Sao tại sao chọn bạn đó, tại sao chọn cô đó? Tại nhìn cái cách nghĩ bươn chải. Bươn chải hả? Nhìn cái hình là biết ta bươn chải luôn hả? Hay thiệt. Kiếm được ảnh chưa? Em nghĩ là anh này. Sao nghĩ anh đó? Em đoán thôi à. Đoán bằng nhờ cái dự đoán gì mà đoán, nãy giờ tôi chưa có nói cao. Dạ, đoán mò đó chị. Đoán mò đó hả? Rồi bây giờ được chưa? Bây giờ hai bạn nhìn nhau nha. Bây giờ tôi mở cửa ra rồi mình nhìn vô coi cái hình mình chọn với cái người thiệt nó có đúng hay không. Bảo đảm chê chắc luôn, nhắn cho chú Huyền Linh nè. Bảo đảm gì? Chê gì? Bảo đảm chê chắc hả? Ủa sao chê? Chê em gì? Em tự ti cái gì trong người em mà em sợ người ta chê? Giống như chú Huyền Linh nữa. Giống chú Huyền Linh sao? Ủa em ơi cho em hỏi cái nha, em thích bạn trai có tóc hay không tóc? Dạ em chỉ sợ bạn trai là không có não thôi, chứ còn tóc hay không tóc nó không quan trọng anh. Được không? Trời ơi được. Dễ thương, tôi nói anh này được. Tôi nói rất là dễ thương, tôi thấy rất có tiềm năng.
Tôi thấy đây là một cái nơi ổn định rồi đó, lên thành phố lập nghiệp đi. Có gì chị Tường hỗ trợ cho buôn bán online nè. Rồi, mở cửa trái tim, tôi thấy được là được. Em đoán đúng kìa. Sao biết đúng? Người ta đội nón mà đoán đúng hay vậy? Đấy đúng luôn đó, cái anh cao cao phải không? Hơi hói hói cho nên mới đội nón kia hói đó. Rồi bây giờ đoán sai rồi nè. Mình đem mất kiếm. Ừ, rồi bây giờ đoán sai rồi, giờ bị phạt cái gì đây? Em muốn phạt ảnh gì em? Dạ thôi, tùy chị Cát Tường á. Giờ hát hò, nhảy múa, hít đất, thục dầu, muốn làm gì? Lính cho hoạt động đi. Lính cho hoạt động đi hả? Rồi thục dầu 10 cái. Đây đứng ở đó. Thích đất là thường rồi. Thục dầu chéo chân. Chéo hai chân lợi. Khó chị. Biết thục dầu chéo chân không? Đó, chéo chân nha. Coi có loại BD không nè. Kiểm tra đi, tôi cho cô kiểm tra mà cô không kiểm tra. Đó 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 đó, xuyến xuyến rồi. Lính cho hoạt động hả? Ổn không? Dạ. Máu huyết bình thường không? Dạ bình thường. Khỏe không? Dạ. Rồi thôi được rồi. Cặp này tôi thấy dễ thương. Qua đây qua đây, không có cần đi qua làm chi. Chưa bấm nút qua làm chi. Em cảm ơn anh. Sao nói gì chân vậy? Đó là con gái à? Có đâu? Dạ có. Em có cái này tặng anh. Cảm ơn. Cả một đời gì? Quá dài. Dài lắm hả? Ai dạ dài? Quá dài để chịu đựng nhưng mà quá ngắn để hạnh phúc. Cả một đời quá dài. Bây giờ em làm sao cho cuộc đời nó hạnh phúc một xíu cho nó dài mà đau khổ mệt mỏi lắm em ơi. Rồi giờ chị đi vô trong hai đứa nói chuyện nha, nói chuyện riêng xíu chị Tường quay lại nha. Chứ chị Tường ngồi đây rồi hỏi giờ em muốn sao nguyện vọng. Trời ơi, cô gái kêu tôi hỏi nữa. Lâu quá, lục ngày. Lâu quá gì rồi, bây giờ Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng LA Garden Restaurant. Xin mời hai bạn thưởng thức, đây là set cơm, cơm chiên cá mặn đúc lò, tàu hủ ki gói chả cá thác lát với lại là trứng gà rang muối. Xin mời hai bạn thưởng thức những món ăn của nhà hàng rất là ngon nha. Nhớ mà ăn phải có tâm sự nói chuyện nữa nha. Bạn hồi tôi vô tôi đúc kết lại chuyện tình yêu đó nha. Rồi mời hai em thưởng thức nha. Anh muốn anh nói trước hay em nói trước? Nói chung là ưu tiên phụ nữ. Lần đầu như thế em anh thấy như thế nào? Chung cũng thôi đổi ô bô khác đi. Thôi đổi ô bô khác đi. Chị thích làm ăn, dù em thích làm cái gì? Thật ra thì em thì có duyên với nấu ăn uống hơn. Cho nên là nếu như mà có kinh doanh thì em thích kinh doanh về ăn uống hơn. Không có nhậu được không? Thiệt. Phức bạn tạp. Rất là nhiều, bạn rất là nhiều luôn á. Nếu như mà mình kiểm soát được cái việc phức tạp của cái việc mà quán nhậu á thì cũng có thể được. Thế quá. Vậy dự định trong tương lai của anh là gì? Chung anh sẽ làm chứ. Nhưng mà làm kiếm thêm. Tại vì hiện tại thì là anh cũng đã có một đứa con rồi, em cũng đã có một đứa con rồi. Thì anh nghĩ là với cái thu nhập hiện tại như vậy á, cứ cho đối tính với công việc hiện tại của em. Với lại cái lúc nãy anh có nói là sau này anh chỉ muốn là nếu như anh có đi bước nữa thì người đó chỉ làm ở cái mức lương tầm thấp thấp như vậy thôi. Thì anh nghĩ là có đủ để trang trải cuộc sống ở trên Sài Gòn không? Đủ chứ. Sài Gòn biết cách tiết kiệm rồi, cả nào cũng dư đó. Dù như mà sau này mới cưới một người về thích cái người chồng đó sao? Không có gia trưởng. Nó không có nữa. Yên tâm. Và đôi khi nó cũng cần cái sự thông cảm một chút. Tại vì em nghĩ là em là một người hơi có chút gì đó là cầu tín. Cho nên là em muốn là công việc cũng giống như là cuộc sống gia đình thì nó phải đi lên. Chứ không thể nào mà nó cứ dậm chân tại chỗ được. Tại vì em thấy là vợ chồng mà kinh tế nó không ổn định thì mình cũng khó hạnh phúc. Sao nãy tôi nghe gì ở ngoài? Ủa ăn chưa? Quá trời luôn vậy. Quá trời đâu, sao thấy còn nguyên vậy? Ngon không? Ngon. Bóc một lá thăm coi. Rồi đọc lớn lên coi trong trọng nói gì. Yêu cầu bạn nữ vừa hát vừa thể hiện hành động lãng mạn với bạn nam. Rồi làm đi em. Dạ anh muốn em làm hành động gì? Tôi nhát lắm. Tôi nhát không hả? Giờ hát cho ảnh nghe bài trước đi. Rồi coi cái nội dung nó làm sao. Hôm qua mình hung lên trán anh, hung lên chỗ hói đó. Lãng mạn. Chủ yếu hành động lãng mạn nè. Thôi em bỏ cái khúc hát, em làm hành động lãng mạn. Rồi là rồi qua hành động lãng mạn. Qua bên đây nè. Dán một cao cao. Dán lên, dán lên. Trời ơi, mai về bọc tóc luôn á.
Được không? Lãng mạn không em? Dạ được. Hạnh phúc không? Dạ được. Mai chỗ đó về mà nó có lát thêm thêm miếng đó em cũng phải cam tâm chấp nhận đúng không? Về tắm chừa ra. Rồi, mời em bóc một lá. Yêu cầu đối phương kể ra 3 bí mật chưa từng chia sẻ với ai. Cái này em thích. 3 bí mật của em mà em chưa từng kể với ai, kể với cổ. Chung nhật nhất á, chung là anh hơi tế nhị xíu thôi. Không bao giờ mặc nhỏ, không bao giờ mặc nhỏ. Em xin lỗi. Sao vậy cưng, thích quá hả? Sao cười phì đó dữ vậy? Được, cái này bí mật đó. Cái thứ hai là bữa nay hiện giờ là cũng không có mặt luôn. Thì có gì? Ủa vậy sao nói là hồi đó giờ không có mặt? Tại nay lên đông người mặc chứ. Tôi làm nhà mặc quần đùi xong mặc dài luôn, mặc thêm quần lửng nữa. Rồi bí mật thứ hai. Tắm rất là nhiều. Nhiều là sao? Nóng thì 20 phút còn vui, tắm sổi nước à, khó chịu người. Người có hôi không? Dạ không. Tắm hoài? Dạ. Cao điểm nhất là một ngày tắm mấy lần? 4-5 lần. 4-5 lần. Và còn gì nữa không? Thứ ba. Ngủ thì nghiến răng. Ngủ nghiến răng. Sao em biết em nghiến răng? Ai nói em nghe? Má nói. Má nói. Thôi bây giờ vậy, nãy giờ chơi trò chơi để cho hai bạn thoải mái lên chút xíu. Bạn trai có vẻ hơi nhút nhát nhưng mà rất là chân thành. Bây giờ chị Tường cho hai bạn một cơ hội nữa, nhìn thẳng vào nhau. Nhìn thẳng vào nhau 30 giây, mỗi người nói lên một câu thôi. Cảm xúc của mình hiện tại như thế nào? Hoặc là mình đang nghĩ gì về đối phương, mình có cảm xúc gì với đối phương hay không? Mỗi người một câu thôi. Nhưng hỏi trước nha. Vấn đề mà tiến thêm bước nữa, chồng em còn liên lạc với em nữa, nhắm cuộc sống ổn định không? Hiện tại thì là về tất cả mọi cái trên danh nghĩa hôn nhân thì tụi em không có hôn nhân, cho nên là không có rất bất kể một cái ràng buộc nào cả. Và nếu như mà họ muốn chịu trách nhiệm hoặc là muốn phiền hà em thì 6 năm qua đã phiền hà rồi, chứ không phải là đến bây giờ. Nãy em nói là thường hay liên lạc với em toàn là kiếm chuyện, thỉnh thoảng. Nên đó anh rất là sợ nếu mà tiến thì mình về với nhau, chồng em sẽ liên lạc này nọ, cuộc sống sẽ luôn luôn sẽ có chuyện đấy. Tức là em nói ở đây cái vấn đề đó là liên lạc kiếm chuyện, tức là thường thì hay hỏi em là em đang ở đâu, con ai trông, ủa sao em đi làm em không sao ở nhà trông con đi. Thì thời gian gần đây thì em không muốn phiền nữa, cho nên là em đã chặn số điện thoại và chặn hết tất cả mọi liên lạc rồi, thì cũng không có thấy họ làm phiền em nữa. Cái quan điểm tại giờ em chưa quen ai nên còn liên lạc, một khi em đã quen rồi người ta sẽ cố tình ta phá sao? Không có đâu. Sẽ là tại vì nhiều trong lúc đêm đang ở nhau đi gọi hội tới anh nói ví dụ thôi, nếu vợ chồng rồi đó em bắt máy. Ừ. Chồng em thì... Như lúc đấy anh to cao thế này, anh phải để em bảo vệ anh nữa. Em bắt máy, em nói là gọi vợ tôi có chuyện gì. Em là vợ chồng trên danh chính ngôn thuận, người ta có liên quan gì đâu, mắc mớ gì gọi vợ em. Thì hôn nhân là cả một quá trình rất là lớn nên mà phải cần phải rõ ràng. Đúng rồi, cái đó chị cũng đồng ý như vậy á. Tưởng cà rỡn như nãy giờ cũng để ý dữ ha. Để ý từng câu luôn á. Rồi, còn em muốn nói gì với anh không? Em muốn hỏi anh là nếu như lỡ như sau này á, em không thể thực hiện được cái điều anh mong muốn, đó là giữ cho bằng vợ bằng chồng, tức là về cái khả năng kiếm tiền, thì anh có thể nào thay đổi suy nghĩ của anh không? Anh vẫn ăn được mà. Những cái nhà em làm, anh nhà nấu nước, giặt đồ, mọi thứ làm hết, em đi làm. Nhưng mà có hướng cầu tiến này, nhưng mà cứ làm được thì cứ làm lên thôi, cứ phát triển được mình, cứ tương lai mình mà. Nãy giờ thì nói chuyện với anh thì em thấy anh là một người rất là thật thà và có chút cảm giác an toàn. Cũng rất là sâu sắc đó, có sự quan sát, mình cứ tưởng đâu là rụt rè cười nhưng mà có sự để ý. Nói chung là Tường cũng rất là trân trọng cái cuộc nói chuyện. Và ngay từ đầu Tường vẫn giữ nguyên cái lập trường của chị là hai bạn tương đối là hợp nhau đó. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Tường nhắc lại, nút bấm này là nút bấm tình yêu. Khi bấm nút có nghĩa là chúng ta chấp nhận trở thành bạn trai bạn gái với nhau để tìm hiểu, yêu đương, để tiến tới hôn nhân. Đây không phải là nút bấm để kết bạn. Suy nghĩ thật kỹ, nếu thấy có sự rung động thì mới bấm nút, nếu không thì chúng ta không bấm. Nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Anh rất là tốt, nhưng mà để tiến tới hôn nhân thì hoặc là tìm hiểu một mối quan hệ nghiêm túc thì em nghĩ là em không nên làm mất cơ hội của anh. Bởi vì em cần một người đàn ông có thể che chở cho em. Nhưng mà theo những cái gì mình trao đổi với nhau thì em nghĩ là cái quan điểm về cái vấn đề này mình không phù hợp. Rồi thôi, mời hai bạn đứng lên.
Tường cũng thay mặt chương trình ha, chúc cho em gái một người rất là mạnh mẽ, một bà mẹ đơn thân ha, tuổi còn rất trẻ, tương lai còn rất dài, rồi sẽ có một người đàn ông mà phù hợp với mình, chăm sóc mình và che chở cho hai mẹ con ha. Cố gắng lên. Em cũng vậy nữa. Em hơi rất là dễ thương, đối với Tường em rất dễ thương, rất đáng yêu, một người đàn ông cũng rất là có thể để cho những người phụ nữ nương tựa được, nhưng thiếu một mạnh mẽ xíu nữa, quyết liệt lên chút xíu, đôi lúc mình hơi rụt rè hoặc là trong cái cách mình thể hiện không có giống như mình nghĩ. Có thể là em rất thích cô gái này nhưng mà cái sự thể hiện ra bên ngoài chưa đủ sức thuyết phục cô ta, cho nên là cô ta không bấm nút, nó mất cái cơ hội của mình. Thì rút kinh nghiệm trong cuộc sống, đôi lúc mình là người đàn ông mình phải quyết liệt hơn chút xíu nữa nha cưng nha. Hy vọng một ngày nào đó em cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trong thời gian gần nhất. Rồi, cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình nha. Và các Tường xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và xin đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Chủ động chia sẻ nha chị. Vâng ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Yến ạ. Tên đầy đủ là Nguyễn Thị Yến. Em sinh ngày 23 tháng 11 năm 1985. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại Hưng Yên ạ. Em ở ngoài Bắc. Và công việc của em là làm ngành spa ạ. Ở Hưng Yên à? Ở Hưng Yên mà bây giờ chương trình ghi hình ở Sài Gòn thì có bay vào để ghi hình được không? Ở trong Sài Gòn thì em có thể vào được ạ. Rồi, chia sẻ về nhiều hôm thì bản thân này là điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Mình có sở trường gì không? Em sở thích của em thì em rất là thích làm đẹp cho người khác ạ. Và điểm yếu của em thì em hay khóc. Hay khóc như thế nào? Nghĩa là kiểu em hay kiểu cứ có một cái chuyện gì đó mà nói chung là buồn một xíu là em cũng khóc, hay tủi thân ấy, hay khóc. Rồi. Chết. Đúng ạ. Lên sân khấu mà run cũng khóc. Chết dở rồi này. Chắc là không đến nỗi như thế đâu ạ. Rồi. Em rất là hòa đồng và sống cũng biết quan tâm đến người khác. 85, sinh năm 85 là mình đã từng kết hôn lần nào chưa nhỉ? Em thì cũng đã từng em cũng kết hôn một lần rồi ạ. Và hiện tại thì em đang ly hôn được 5 năm rồi. Vì sao mình lại ly hôn? Lý do ly hôn là gì? Mình có bé nào chưa? Em có em bé rồi. Em có ba em bé gái rồi. Thì hiện tại thì em đang nuôi một em bé. Thì thực ra chuyện ly hôn thì cũng... Em chỉ thì ở với ai chị? Dạ? Chị có ba em. Một bé. Hai bé ở với bố. Mình ly hôn sau một thời gian thì kiểu lúc đấy gia đình cũng kiểu mình cũng bị kiểu như là khủng hoảng quá ấy, xong cũng gia đình cũng đón về, xong rồi cho đi nước ngoài 3 năm, mình mới về nước được 1 năm. Mình đi nước ngoài là mình đi đâu? Em đi Nhật ạ. Rồi. Trong cái khoảng thời gian này thì mình có quen thêm ai không? Đó, khi mà bên Nhật thì em về em cũng quen một ở bên Nhật ít thì em cũng có yêu một người, yêu trên mạng thôi, không gặp nhau bao giờ. Thì khi mà gần về nước, lúc đấy là thời điểm dịch thì mình cũng có chuẩn bị về nước, nhưng mà vì dịch không về được nên là anh đấy có quen một người khác và yêu người khác ấy. Đến lúc đó về thì mình cũng anh lúc về nước thì họ cũng muốn quay lại, nhưng mà lúc thời điểm đó thì mình không muốn quay lại. Thì cũng có một bạn đến và yêu đến tháng đâu đến Tết thì bắt đầu chia tay vì anh ấy có gia đình rồi ấy, mình chia tay. Rồi lý do vì sao mà mình ly hôn, mình chia sẻ lại cho chương trình này là mà ly hôn có vẻ là không êm đẹp lắm đúng không? Sau đấy thì ly hôn thì đổ lỗi thì bây giờ cũng chẳng biết đổ lỗi cho ai, nhưng mà như chính là do mình chồng mình ngoại tình ấy. Thì ngoại tình rất là nhiều lần và lần cuối cùng đó là cái lần mà ngủ với cả em dâu của mình ấy, thì vợ chồng mình chia tay. Uyên ơi, biên tập Uyên ơi, hơi khó nghe chị ạ. Hơi khó nghe ạ. Alo, có nghe chưa mọi người ơi? Rồi, ok ạ.
cho em hỏi xíu anh chị ha. Thường là ví dụ như ba mà như vậy rồi thì ví dụ như thường mẹ là mẹ sẽ bắt con hết, nhưng mà tại sao là em thấy chị bắt có một bạn thôi, còn hai bạn đó là hai bạn lớn hả? Mình cho tay ấy thì là có em bé ba là mới có mấy tháng của bạn. Thì lúc đó mình cũng có ý định là đón hai bé về, tại vì bé lớn là chủ động muốn ở với bố. Thì lúc đấy em đi và hỏi thì em bé không muốn ở với bố. Thì khi mà mình muốn đón em bé thứ hai về cùng ở ấy, thì là kiểu như là em bé đấy mới bắt đầu vào lớp 1 thì bố em bé có nói là bây giờ công việc của mình chưa ổn định thì để bố nuôi em bé, xong rồi bố nuôi em bé xong bao giờ mình có điều kiện thì mình sẽ đón em sau. Thì lúc đấy mọi người cũng khuyên mình là lên nuôi một bé thôi. Thì lúc đấy mình lại về nhà cửa, lúc đấy mình cũng chưa có ấy, xong rồi con cái thì vẫn còn nhỏ, em bé quá nhỏ luôn. Thì là đó là lý do mà mình nuôi một bé là như vậy. Còn hiện tại thì sao rồi, chị về nước được bao lâu rồi? Mình về từ tháng 6 năm ngoái, hiện tại là về được một năm, tính ra là được một năm rồi. Thì là hiện tại là mình có nhà cửa này kia chưa, rồi dự định khi nào mình rước bé về không hay là như thế nào? Đợt trước thì nhà cửa hiện tại thì mình cũng chưa có nhà cửa, mình vẫn đang đi thuê để làm spa thôi. Thì em bé thứ hai cũng muốn là về với mình ấy, thì lúc đó thì mình cũng nói chuyện với bố thì bố bảo là cứ tòa theo tòa mà giải quyết, cũng có nghĩa là cũng chưa có ý định đưa để cho mình đón em bé thứ hai về ấy. Với cả bảo mình là bây giờ đang hai chị em đang ở như vậy mà mình lại tách em bé ra thì tội cho hai đứa ấy, nên là bảo mình là suy nghĩ lại. Rồi ok. Rồi khi mà chị mẫu người mà chị muốn sắp tới thì như thế nào? Và ví dụ như anh cũng trong hoàn cảnh với chị, ví dụ như cũng đã ly hôn cũng nên nuôi con thì là sao? Thực ra thì mình cũng rất là muốn tìm hiểu một người. Trước kia thì mình cũng không có suy nghĩ là sẽ đi bước nữa đâu. Nhưng mà kiểu nhiều người cũng bảo là mình ở vậy như vậy thì cũng không được, bởi vì là con cái sau này cũng trưởng thành, cũng đi lấy chồng ấy, thì cũng nên phải đi bước nữa để sau này cuộc sống vợ chồng nhờ nhau ấy. Tại vì mẹ thì cũng một ngày một già đi. Lúc đó mình mới về nước cũng tập trung vào làm ăn luôn, cũng chưa có ý định lấy chồng. Thì bây giờ công việc ổn ổn một chút rồi thì cũng muốn tìm hiểu một ai đó, thì phải là một người mong muốn của mình sẽ là một người thật sự là họ phải chín chắn một chút, phải có nghĩa là cũng cùng hoàn cảnh như mình ấy, thì họ có thể hiểu được và thông cảm cho mình. Cùng hoàn cảnh rồi là cũng đang nuôi bé luôn. Rồi không sao cả, vấn đề để đó đi, ảnh hưởng gì cả. Rồi về ngoại hình này kia thì sao chị cứ ngoại hình thì nói chung là cũng phải nhìn, cũng phải ưa nhìn một chút đi. Ưa nhìn là ưa nhìn như thế nào chị như cho em cái cụ thể đi. Ví dụ như chị thích mẫu người như thế nào, chứ tụi em ưa nhìn với tụi em khác với ưa nhìn của chị, nên mình không có thể nào mà có gu nhất định cho em để em còn nhìn bằng mắt á thì em mới thấy được là cái anh đó mới phù hợp với chị. Chứ mà nói chung chung quá thì tụi em đâu có tìm được đâu. Có nghĩa là nhìn lại như cũng phải cao to một chút, nhìn phải đứng đắn một chút chứ không. Nói chung mình không thích những người tính trẻ con ấy, nhìn chững chạc đứng đắn một chút. Rồi còn chiều cao thì như nào hả chị? Chiều cao thì nói chung là phải ngoài 1m7 trở ra. Trên 1m7. Quê quán thì có nhất thiết là mình phải ở gần, là ở cùng Hưng Yên không hay là thế nào? Quê quán thì nói chung là cái này thì cũng thì nếu mà phù hợp thì ở đâu cũng mình cũng có thể, mình cũng không thể lựa chọn được là người cùng quê hay là gì đó. Có nghĩa cái đấy. Cái này là em hỏi thật, ví dụ là bây giờ em ghét cho chị một anh ở tận trong miền Nam thì có ok không? Nếu mà được ở ngoài Bắc này thì tốt hơn ý. Rồi.
Rồi ok chị, thì bọn chương trình bọn em là đã nắm thông tin của mình rồi này. Thì hôm nay cũng chỉ là cái buổi casting đầu tiên thôi. Khi mà chương trình đã tìm được người phù hợp với mình rồi thì sẽ có một biên tập liên hệ với mình để làm nội dung cụ thể nha chị nha. Vâng, rồi cảm ơn chị hôm nay tham gia casting của chương trình nha. Vâng, em cảm ơn các chị ạ. Chị Hồng đang ở quận 7. Dạ em đang ở quận 7. Kinh doanh tự do là kinh doanh mặt hàng gì? Cho thuê phòng trọ. Cho thuê phòng trọ tại quận 7. Cho bao nhiêu phòng em? 50 phòng. 50 phòng là nhà này của em hay là sao? Em thuê nhà xong em chuyển cho bạn. À, 50 phòng là nó là trong một cái dãy luôn hay là như thế nào? Nhiều phòng có nhiều đó. Nhiều nhiều nhà hả? Là mỗi nơi rải rác hết hay là hết quận 7 hả? Rải rác ở quận 7. À. Em làm cái đó là có ai phụ em không? Dạ, lúc trước thì em có hợp tác chung với bạn. À. Còn bây giờ là một mình em luôn? Cũng còn một vài căn hợp tác chung với bạn. Bạn gái hay bạn trai? Bạn gái. Rồi em làm cái này là lâu chưa? Em làm cũng hơn 3 năm. Trước đó em có làm khác không? Trước đó thì làm công sản thôi. Xe bất động sản. Rồi em nói một chút về bản thân của mình ha, điểm mạnh điểm yếu của em. Điểm mạnh có cái gì là luôn năng động, luôn học hỏi kinh nghiệm từ những cái việc mình chưa biết. Điểm yếu của em là em hay nóng tính, hay khó kiểm soát được người, nóng tính quá không kiểm soát được công việc. Nóng tính thì gì sẽ làm những cái chuyện gì? Hay khóc. Dễ cảm động đó. Em nói em tự lập kinh doanh từ sớm là khi nào em? Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông em đã đi làm rồi. Là lúc đó em làm sale hả? Có khoảng thời gian em làm công nhân. Sau đó thì em mới biết được cái nghề sale. Giờ lên luôn, giờ làm chủ luôn rồi. Rồi, làm vậy là từ 18 tuổi đi làm, hôm nay để dành được kha khá chưa? Cũng mua được mấy miếng đất rồi? Mua được một miếng đất ở dưới quê hả? Quá trời đất rồi. Mua dưới quê hả? Dạ. Em dự định về quê vậy không? Mua thì cũng chỉ đầu tư thôi, còn về quê thì em là con một nên tương lai thì cũng có thể là sẽ về quê ở. Con một luôn. Ba mẹ làm gì ở dưới? Ba mẹ thì cũng làm bình thường rồi. Rồi em chia sẻ tình trường của mình ha, được bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình, nhưng mà có mối tình gần đây là em vừa kết hôn rồi mà cũng được 6 năm sau đó đi hôn. Đi hôn lâu chưa em? Được 1 tháng. 1 tháng. Ủa là thủ tục xong luôn rồi hả? Dạ. Xong thủ tục hả? Sao nhanh vậy? Ý là nó xong phương đơn phương hay như thế nào? Thủ tình ạ. Là lý do rồi ở với nhau là được bao nhiêu lâu? 4 năm. Ở 4 năm. Mà có con gì không? Dạ không có con. Không có con. Dạ. Lý do là sao chia tay em? Là do anh đó ngoại tình, với lại thêm chuyện là anh không có biết lo được tài chính cho mình, không biết lo, chỉ để một mình em lo. Nhưng mà cái chuyện không có con đó là do ảnh, do em hay là có cái gì, người nào có vấn đề về chuyện sinh con không á? Chắc cũng một phần là do em. Là em không sinh được hay là sao? Có khám rồi chưa? Có khám, nếu em sinh được em phải điều trị. Là em bị gì? Có đi khám chưa? Em bị đa miên buồng trứng. Rồi bây giờ em mong muốn một người như thế nào? Người là có tài chính, biết yêu thương, biết trân trọng, tôn trọng. Thì người trước thì tôn trọng mình. Rồi quê quán, tuổi tác anh nói như thế nào em? Nếu thì em hiện tại đang ở Sài Gòn, em cũng hy vọng ở Sài Gòn. Nhưng mà nếu tương lai em về quê nè, thì sao? Giờ ví dụ như anh đó anh không muốn về quê thì sao?
Tại vì nơi nào lập nghiệp được thì mình sẽ ở đấy thôi. Còn tương lai thì ví dụ ba mẹ già yếu thì mình có thể chăm. Chăm đưa lên đây cũng được mà. Dạ. Kinh tế ở đây làm ăn được thì đưa lên thôi đúng không? Dạ. Tại vì bây giờ là nó khác sau này. Em rồi em thích bạn trai tuổi tác hơn em bao nhiêu hay là nhỏ hơn như thế nào? 30 tuổi trở lên. Trở lên tới 50 luôn được không? Bạn có quê đã làm gì? Sao già hay là gì? Nhiều khi mình có một mình á thì mình đi về quê mình cũng thấy cho nó phù hợp với mình xíu. Lớn tuổi hơn thì ba mẹ lại nói sao mình khác có một mình. Rồi anh đó ly dị đang có con được không? Đang ly ảnh ly hôn á. Ảnh nuôi con á được không? Ừ. Tại em trường hợp đặc biệt em không sanh được. Chứ còn người ta bình thường thì người ta sẽ có con thôi. Nhưng mà có thể do cái vợ chồng người ta không có được thuận nên người ta chia tay, đúng không? Dạ. Thì sao được không? Tại mình hiện giờ tại vì em cũng là cái người ly hôn nên chị mới hỏi câu này. Dạ. Ừ. Được không? Tại vì bây giờ em sẽ đặt trường hợp nếu như em lấy một cái người mà họ chưa kết hôn lần nào là em về em có sanh con được không nè. Hiểu không? Hiểu chị nói không? Còn cái người nếu họ đã từng ly hôn giống em rồi, họ có khi họ không cần nhu cầu, họ đòi hỏi em đẻ nữa. Thì em suy nghĩ cái đó như thế nào? Thì em muốn nào em có thể nói, em đang được lựa chọn mà. Ừ. Rồi không có con thì em được không? Không có con thì em sẽ thương lượng với ảnh về cái vấn đề trước đây của mình như thế nào nè. Em có thể điều trị được không? Là đã đi khám rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là em có điều trị gì không? Không lẽ hai vợ chồng 4 năm mà không có muốn có con hả? Tại vì chồng em nói là mình không có tài chính rồi cứ nghĩ là để một mình em lo thì sao em lo sợ. Với lại anh nói nếu như sau này có con thì cũng một mình em thì Rồi, em có tài lẻ gì không? Ca hát gì được không nè? Cũng biết hát đúng không? Rồi, em đăng ký chương trình là do em tự đăng ký hay có ai? Dạ, em tự đăng ký. Lý do làm sao em muốn đăng ký chương trình? Ba mẹ cũng nói là muốn có một người con rể cho nó nhận nuôi nữa. Vì người kia đi cũng đang rất là buồn. Rồi nhưng mà tại vì bây giờ mình đi lên chương trình thì mình cũng phải tìm hiểu theo một thời gian nữa thì mình đi tới cuộc chuyện này. Nhưng mà ở bên ngoài em có khó tìm được bạn không? Chị thấy cũng năng động mà làm quá trời luôn. Vậy tại sao những người bên ngoài thấy không được hay sao em? Tại vì thì đó em hồi đó chưa có mở lòng với người nào khác. Do em suy nghĩ là mình có chồng rồi. Bây giờ thì em mở lòng hơn mà chưa có tìm được người liền. Nhưng mà cái lúc em kết hôn đó là anh đó anh có kinh tế đồ tốt không? Lúc đầu thì em không biết nhưng mà sau đó về thì nhiều mà sau đó trong thời gian sống chung thì anh cũng không có ý chí để có nghĩa anh cũng có đi làm được nhưng cái số nợ đó vẫn cứ duy trì không muốn có hết không hết nhưng mà cũng ở với nhau 4 năm luôn ha đúng không là cũng có khoảng thời gian hạnh phúc ban đầu gì không? Được bao lâu? Được 1 tháng? 1 năm? Là bao nhiêu? Cứ về khoảng 1 năm thì anh là có người khác. Em cũng cố gắng tha thứ nhưng mà em cứ luôn nhớ tới người thì nó cứ như vậy. Anh làm cái gì em? Cũng xem bất động sản. Rồi. Em chịu theo chồng gì không? Hay là em chỉ muốn ở Sài Gòn thôi? Tại hiện tại em đang làm việc ở đây. Có không thích người miền nào không? Ba mẹ có kém gì không đó? Ba mẹ nói hy vọng là người miền Nam mình cũng tốt thôi. Rồi.
Ok em, rồi được rồi. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình ha, rồi hướng dẫn thêm cho em nha. Rồi xong rồi, cảm ơn em.